Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn Thì hôm nay mình chia sẽ chia sẻ cho các bạn Top 3 con áp kiếm thẻ cào của Quý Mô Dành cho học sinh và sinh viên Thì trước khi chia sẻ Thì mình nói thêm Những dịp cuối năm này Những dự án đầu tư Hay những dự án mà kiếm tiền online Đa số xịt cam rất là nhiều Cho nên mình không quyết định không chơi những con áp TRX nữa Trong giai đoạn này Trên kênh mình sẽ để cho tốt top cam là những con đó đã cam rồi các bạn để nghe nha giống như con new century này con này được 3 tháng rồi những gốc thì rất là ok hay là con uh, iot riot ok Đây là top cam những dự án mà để giúp top cam làm sẽ để cho các bạn trên kênh của mình cảnh báo khi nào con áp nó sập luôn thì mình sẽ xót giống như con này con này còn đang xót chưa xót mình đã xót rất là nhiều trong giai đoạn này nhất là cuối năm thì các bạn biết là nó những dự án cam bao nhiêu nhiều. Mà mình mình biết nó là có áp đa cấp cam nhưng mình vẫn chơi tức là mình suy nghĩ nó là một 2 tháng thì vẫn ok. Sẽ lấy được vốn. Nhưng không ngờ những cái dự án của năm đa số là nó rất là chết nhanh. Do đó mình không muốn làm nữa. Ok, và thêm thay... cái em token này là một cái quý điện tử của Mỹ, rất là ok nha, nhưng mà cái con áp, DD app ddf hôm trước mình chia sẻ các bạn á là mình đã mất là 500 51 đô Nhưng thật sự ra là mình đã rút về 60 đô 60 đô và rút về 20 đô trước đó Tức là mình đầu tư 500 đô Và mình đã mất là 420 đô Mình đã hướng dẫn các bạn cách phá mật khẩu Thay đổi mật khẩu và phá xóa đi cái DDF đi Nhưng mà vẫn mất tiền Thì các bạn biết á Nó quá là nhanh Trở tay không kịp Giờ mình quyết định là không chơi những app TRX Những app đầu coi nữa đầu tư nữa mà thấy rất nhiều nha, tin nhắn liên hệ với mình con app này mới ra ok chơi được đầu tay riết khá là ngon nhưng mà định không chơi nữa không làm nữa và mình chia sẻ cho các bạn cách ta kiếm tiền trên những con app uy tín mà nó ít tuy nó ít nhưng mà ta thời điểm này các bạn nên chơi thì nó sẽ hiệu quả hơn còn dự án mà cuối năm các bạn không nên đầu tư Okay. thì đầu tiên các bạn sẽ lấy lên phần mô tả của mình mình sẽ để ba con app này trên phần mô tả của mình và mình sẽ review con app đầu tiên kỹ hơn chi tiết hơn Và những con app sau mình sẽ sơ lược thôi tại vì nó rất hoàn toàn giống nhau các bạn cài đặt rồi đúng không mở lên cho mình thì có rất nhiều các thiết bị như đây thứ nhất là ta đọc báo nha. bấm vào cái hình người cho mình đầu tiên chúng ta sẽ đăng ký và đăng nhập các bạn có thể đăng ký bằng Facebook hoặc là Gmail chúng ta chọn Gmail nha cái tiếp thì các bạn có thể giới thiệu bạn bè là nhận quà đến đến là 10 triệu chương trình nó đang diễn ra đó là chúng ta chia sẻ thật là nhiều biết bao may mắn ta nhận được 10 triệu cái đó là cái phần xui còn cách kiếm tiền thì rất nhiều cách kiếm tiền các bạn có thể vào cái chỗ chúng thưởng nè rất là nhiều chẳng như là mình quay số cũng có thì bạn hãy từng bước bấm vào nút kênh cho mình thì mỗi ngày chúng ta vào đây bấm vào cái vòng quay may mắn 8.800 bon và chúng ta xem video để mà tặng thêm vòng quay mới 18.000 bon thì bon này chúng ta sẽ đổi ra quỳ nam đồng hoặc quý mô nha tiếp tục xem thì một ngày chúng ta là xem hai video lần video và một dòng quay đối với thằng lucky pin này thôi nha còn có một chỗ là coi xem video hoàn toàn kiếm liên tục ok tiếp theo mình sẽ chia sẻ bằng cách kiếm tiền thứ hai thoát ra cho mình nha thì cách thứ hai là mình sẽ chia sẻ cho bạn bè chúng ta để nhận thêm phần quà các bạn sẽ bấm giới thiệu nè còn Mời được một bạn là được 6.923 đồng Mời được từ hai bạn trở lên thì nhận thêm rồi là 4.000 mấy nữa 4.615 đồng tới là sẽ cộng dồn thêm cho chúng ta Giới thiệu bạn bè Chúng ta list vào nha Thì có thể chia sẻ hoặc là copy link Hay là share chu link đây Copy link gửi cũng được Khi mà các bạn đủ Cái tiền Muốn đổi ra Bấm phần đổi cho mình thì bạn sẽ thấy ở đây đổi 1 ngàn giá được nha tức là 150 ngàn điểm là đổi được 1 ngàn Momo gút gì luôn nha min gút rất là nhỏ thì mình nghĩ 1.500 điểm này các bạn nghĩ là nó sẽ lâu đúng không thật sự rất là nhanh nha mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem sau cái cái này thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái số điện thoại của chúng ta chính số gửi đi và đổi quà bấm đổi quà là xong dĩ nhiên là số dương ta không đủ rồi mình mới Chơi con app này cũng như mới review thôi Thì có rất nhiều bạn đã Rút tiền được rồi, còn mình thì mình chỉ review cho bạn thôi Thật sự mình cũng không có thời gian để chơi con app này đâu Một ngày nay trong điểm này các bạn kiếm rất là nhanh luôn Bằng cách nào? Đó là cách kiếm tiền thứ ba Ngoài chia sẻ ra nha Bấm nhiệm vụ cho mình thì chúng ta có thể tải những con app hoặc những cái ứng dụng về chơi game hoặc là giờ chúng ta tải về đánh giá sau đánh giá năm sau hoặc là đánh giá ứng dụng thôi thì theo thấp nhất thì chúng ta cũng được là 150 000 150 000 là vừa đủ minh rút đúng không là tải app này, bình luận đánh giá nè 240 000 thấy không làm nhiệm vụ hơn chúng ta đủ minh rút rồi thì có những con thì nó tới là 4 triệu 700 000 khá là ok đúng không Ok bấm vào cái mục này cho mình đó là cái mục chúng ta đọc báo nha thì đây là một giải trí có xã hội có thể thao có các bạn muốn chọn cái mục nào chúng ta giải trí hoặc là kinh tế bằng chỉ cần click vào mà theo phần quà nó lên tức là chúng ta chỉ cần click vào sau đó phần quà sẽ nó lên chúng ta bấm phần nhận quà nhận quà xong thì các bạn làm gì thì tiếp tục chúng ta sẽ lướt xuống thì cái dòng chạy cái thời gian dẫn tính cho chúng ta cái phần quà đó. theo nó vẫn chạy đúng không thì bạn cứ lướt tới lướt luôn thôi Xem hết bài báo này, bài báo khác Thật bạn chúng ta Không xem báo thì bạn cứ lướt Dùng tay lướt lướt nhẹ nhẹ thôi, nó sẽ chạy Thì đối với cái app này như thế này Thì bạn có thể cho những vào bà mẹ bạn muốn sửa Giữ con ở nhà chơi cũng được Vừa đọc báo giải trí, vừa xem video của giải trí hoặc ta vừa chơi game giải trí Vừa kiếm tiền được Đó, thế này chúng ta điện quà thôi nhận quà cho mình đó tiếp tục thôi chúng ta không cần phải gồm gà phức tạp gì cả một con app này mình nói thật sự các bạn là hoàn toàn uy tín nó cài ít có những con app cài là thật sự là mới chở một xíu là được 500 ngàn mua mua hay một triệu mua mua mấy triệu mua mua thật sự những con app nó không có tiền được nha các bạn có thể xem video như đây quảng cáo đó xem quảng cáo thế này nhận đâu? hai ngày điểm luôn nhận thoát ra xem quảng cáo tiếp thì rất nhiều cách kiếm tiền như đây các bạn hãy từng bước tìm hiểu và chúng ta kiếm tiền các bạn có thể điểm danh mỗi ngày nha các bạn nhớ nha một ngày điểm danh tức là ngày đầu tiên thì chúng ta nhận được là 10 ngàn 10 ngàn cái điểm thưởng ngày thứ hai là 15 ngàn ngày thứ ba là 20 ngàn tiếp tục thì trong quá trình đọc báo chúng ta sẽ nhận thêm phần thưởng đó là đọc báo các bạn có thể chia sẻ Facebook Zalo bất cứ nhận điểm thêm Mà thấy con app hoàn toàn khá là nhiều cách kiếm tiền đúng không khá là phù hợp cho chúng ta vừa giải trí vừa kiếm tiền đọc một bài viết này không nhận nhận thưởng cho mình Ok, một. Thì cái thứ hai, mình review sơ thôi nha. App thứ hai thì chúng ta chỉ cần tải về, sau đó chúng ta đăng nhập. Thì cái thứ hai này đăng nhập bằng gì? Bằng Facebook, qua nhớ nha. Tôi đồng ý, click vào Facebook. Tiếp tục là xong. Thì con app này cũng như tương tự app trước, mình chỉ review sơ thôi cho các bạn, review sơ thôi. Tại vì chúng ta tới ba app rồi đúng không? Mà cứ cài đặt thôi. Mình sẽ để ba cái đường link tải cài đặt cho các bạn thì nó có điểm danh mỗi ngày vòng quay lúc spin hoặc là làm nhiệm vụ xem video đọc báo tất tật cũng giống như app kia thì hai con app này hoàn toàn giống nhau nha nói luôn ba con luôn tức là ba con hoàn toàn giống nhau ok chương trình giả thưởng nha 10 triệu 15 đồng khi chúng ta giới thiệu nhiều thì thời gian nó còn 13 giờ thì thấy cái, cái chương trình này cũng giống nhau nha hàng áp giống nhau thực sự bạn có thời gian bạn kiếm tiền thì thật sự nó kiếm thế cào mua mua là không có vấn đề gì đâu mình chắc các bạn là vậy nên có nhiều cách kiếm tiền đúng không xem video nè đọc bài báo nè giống như nãy thôi đọc bài báo nó hoàn toàn không khác gì của app này đấy. chia sẻ cả cách kiếm tiền hoàn toàn giống nhau còn theo hoàn toàn giống nhau do đó các bạn cứ yên tâm mà làm ba con app này không bao giờ hết nhiệm vụ đâu hoàn toàn khá là giống nhau giữa ba hai con app, thì app thứ áp thứ ba mình chia sẻ bạn cũng giống như vậy luôn thì nó cũng làm hoàn thành nhiệm vụ rồi tải app kiếm tiền chơi game kiếm tiền đọc báo kiếm tiền và xem quảng cáo kiếm tiền hoàn toàn giống nhau tuy nhiên nó ít nhưng mà hoàn toàn uy tín bấm vào sụp pin nha thì nó tương tự cũng giống như kia là chúng ta có hàng một lần miễn phí sau đó chúng ta phải xem video hai lần là ba lần quay spin con áp thứ ba mình chia sẻ với bạn là con áp bunzin nó hoàn toàn cũng giống luôn đầu tiên bạn lấy đường link của mình sau đó nó sẽ ra thế này bạn bấm vào tải tiếp apk đây là con áp thứ ba bạn nghe áp thứ ba rồi thì trong khi chúng ta cài đặt nó luôn nó hoàn toàn giống nhau thôi cách thức thì con áp thứ hai và áp thứ ba này nó hoàn toàn có thể rút về xe cào thì áp thứ nhất là rút bô mô đúng không áp thứ hai cũng xe cào cũng được thì sẽ chia sẻ bằng cách rút luôn trên áp này tiến hành đăng nhập thì bạn nhập bằng facebook chúng ta nha facebook bấm vào tiếp tục thì bạn sẽ thấy là đây là một con áp đọc báo xem video quảng cáo làm nhiệm vụ điểm danh spin và cuối cùng đó là chia sẻ thì quan chọn người báo này chúng ta thích thích kinh tế hay thể thao hay là giải trí tùy các bạn chúng ta chỉ lướt thôi lướt xong chúng ta nhận quà đó, bấm vào nhận quà nó tương tự như con app nãy thôi nhận thêm thì các bạn phải bắt buộc phải xem quảng cáo còn không nhận thêm thôi đục chúng ta không cần phải xác minh vị trí đâu bấm thoát ra được rồi không cần Mà theo tôi hoàn toàn giống nhau thì đây nó có đăng ký mở bi băng đó nè nếu bạn chưa đăng ký thì đăng ký nhiệm vụ chúng ta có tiền nhận thưởng nha sụp pin thì hoàn toàn giống nhau một lần đầu tiên chúng ta là miễn phí lần thứ hai xem quảng cáo lần thứ hai xem quảng cáo lần thứ ba xem quảng cáo tức là hai lần xem quảng cáo vị trí không cần nha bạn đừng bật vị trí làm gì bạn muốn thích bật bật không 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 quan trọng đâu thì đổi quà đây em đổi quà phần đổi quà ở trên game nữa game sụp pin nhiệm vụ đây là quảng cáo nha giới thiệu bạn bè không cần đâu chúng ta tắt đi thì trong phần này chúng ta có thấy thêm cái phần là nhận tiền đọc báo nè nhận thêm 10.000 điểm thưởng nè đọc báo nè một bài báo thì sau khi ta đọc báo sau thì bạn nhớ vào đây người ta nhận thưởng nha có thể đọc nhiều bài báo thì thưởng nhiều hơn còn mình mới đọc một bài thôi cái tiếp ta nhận điểm thưởng nha đổi điểm thưởng bằng cách nào bấm vào mình đổi quà thì đây là một con áp nó chia sẻ chúng ta là 10 000 được rồi nha tức là 1 triệu năm 350 000 điểm làm ra được một 10 000 thái cao ha. 10 cái 10 000 thái cầu việc theo vina ok nhịp sân ta vào tỏ thôi chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nhất nha chúng ta sẽ qua phần quay số thưởng ngày hôm nay các bạn nhớ cái comment địa chỉ tài nha nhận thưởng mỗi ngày Ok, xin chúc bạn tặng bạn video này nếu bạn thấy hay, thấy thích thì xin cho một like, và đăng ký hộ kênh để kênh mình phát triển hơn. Tạm được mình kiếm trang web kiếm từng riêng cho bạn, cứ thích tiếp tổ, các dạng mới nhất của anh chia sẻ các bạn. Các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Đặc biệt các bạn nhớ nhấn chuông để mà cập nhật những thông tin mới nhất về những dự án ta đang chơi để ta biết là nó còn chơi được hay không. Những dự án mà ta đầu tư mới mà nó khoảng tầm một hai tháng thì chơi được một hai tuần chỉ sợ bạn nha một hai tuần chơi được còn một tháng nó không nên chơi nữa nha đặc biệt giờ cuối năm cam rất là nhiều các bạn nên cẩn thận không nên chơi nên đầu tư gì cả Sau năm thì mình sẽ kiếm những con áp khác chứ bây giờ mình thấy thật sự là mình rất là sợ luôn ha sợ sao không phải là sợ mình mất tiền mà sợ các bạn mất tiền chung với mình chứ mình test app thì đơn giản thôi nó không có gì cả ok chúc thành công hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo đừng quên lệnh comment để chỉ tiền chúng thưởng em sau thân ái chào tạm biệt các bạn cảm ơn các bạn đã xem